về bố ạ. Bởi vì lúc đấy em còn nhỏ ạ, em chỉ nhớ kỷ niệm về mẹ ạ. Thì tầm 4-5 tuổi là em vẫn nhớ là mẹ em cho em đi chơi ạ. Vì không có ai trông nên là mẹ cũng đưa em đến chỗ làm để vừa làm việc với chồng em ạ. Bố mất khi em 2 tuổi, 5 tuổi mẹ mất. Cả hai bố mẹ đều mất vì mắc bệnh hiểm nghèo. Chuỗi ngày thiếu thốn hơi ấm bố mẹ của Hường đã kéo dài từ đó. Khi thấy bố mẹ của các bạn đưa các bạn đi học, đi chơi ạ, em cũng cảm thấy nhớ bố mẹ. Em cũng muốn bố mẹ sống để đưa em đi chơi, đi học như các bạn và chia sẻ thêm nhiều điều trong cuộc sống ạ. Sự ra đi liên tiếp của bố và mẹ Hường không chỉ là nỗi đau của riêng em mà cũng là nỗi buồn với cả gia đình. Từ đó trở đi mà những câu chuyện, những ký ức về bố mẹ của Hường cũng phải hạn chế để không nhắc đến trong căn nhà nhỏ. Ít nhắc đến để cho nó khỏi nhớ, cho khỏi tủi lòng. Để vơi bớt sự cô đơn, trống trải mà bố mẹ để lại cho Hường, bác trai và bác dâu đã nhận em làm con nuôi, chăm chút em như chính con gái của mình. Vốn chỉ là những người lao động tay chân, không có công ăn việc làm ổn định, nuôi hai cậu con trai đã vất vả, có thêm Hường, hai bác càng nặng gánh hơn. Gia đình nhà tôi cũng có hai cháu, với vậy cả cháu Hường nữa là ba, thì nó cũng khó khăn, thì chúng tôi cũng cố gắng để cho các cháu nó ăn học đầy đủ, không bao giờ nghĩ đến các cháu nó nghỉ học. Tình thương đã được bù đắp phần nào, nhưng những thiếu thốn về vật chất thì vẫn luôn đeo bám Hường từ nhỏ đến lớn. Dù vậy, ở cấp học nào, ở môi trường nào, em cũng được nhà trường, các thầy cô và bạn bè quý mến hỗ trợ. Tất cả những cái khoản đóng góp của nhà trường thì nhà trường đều miễn cho em. Có tất cả những cái hỗ trợ của các doanh nghiệp, của các cơ quan của nhà nước thì nhà trường đều ưu tiên đến em Hường ạ. Và đấy chính là một cái sự khuyến khích, động viên để giúp em vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn của mình, vươn lên trong học tập. Là một bạn cùng lớp, mình thấy bạn Hường là một bạn học tập rất là tốt ạ. Bạn ấy hòa đồng với bạn bè, hiền lành và rất là cố gắng trong học tập ạ. Một chiếc bàn học được chuyển từ bàn ăn sang, đèn học cũng là đèn chiếu sáng cho cả gia đình. Mọi thứ trong góc học tập của Hường đều là tạm bợ, duy chỉ có ước mơ của em là không hề tạm bợ. Ước mơ ấy vẫn luôn là ngọn đèn soi đường cho em mỗi ngày trên hành trình chinh phục tri thức. Em muốn làm hướng dẫn viên du lịch ạ. Em muốn quảng bá danh lam thắng cảnh của Việt Nam cho mọi người biết ạ. Xin chào mừng quý khán giả truyền hình đã đến với buổi trao học bổng chương trình Chắp cánh ước mơ được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Minh Châu, huyện Yên Mỹ. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến tham dự buổi trao học bổng hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Kiên, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình chắp cánh ước mơ lần này thì chúng tôi có gặp gỡ với một em học sinh có ước mơ rất đẹp. Đó là ước mơ được trở thành hướng dẫn viên du lịch để có thể quảng bá cho vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, mỗi ngày đều phải chăn trở với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng em không ngừng giữ cho mình những ước mơ và cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ ấy. Em học sinh mà chúng tôi muốn nói ở đây chính là em Ngô Thị Hường, học sinh của lớp 11D trường Trung học phổ thông Minh Châu, huyện Yên Mỹ. Hành trình chinh phục ước mơ thì chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như của em Hường. Thế nhưng trong cuộc hành trình ấy, các em không bao giờ đơn độc, bởi luôn có sự dõi theo của cộng đồng, luôn có sự quan tâm sẻ chia của các nhà hảo tâm. Ngay sau đây, hai nhà hảo tâm của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên sẽ dành cho em một suất học bổng có giá trị là 12 triệu đồng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Kiên, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em. Khi nhận được cái phần tài trợ này thì chúng tôi cũng rất biết ơn các nhà tài trợ và Chắp cánh ước mơ đã hỗ trợ cho gia đình chúng em là được suất học bổng này để chúng em sẽ cố gắng tiết kiệm vào để cho con học hành đến nơi đến chốn. Học bổng Chắp cánh ước mơ rất là có ý nghĩa nhân văn, giáo dục rất là cao.
nó giúp cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được học tập tốt hơn. Và đây là một cái hoạt động mà rất là có ý nghĩa, giúp cho những học sinh khác là thấy được cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, lá lành đùm lá rách, và cũng để các em vươn lên hơn nữa trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Chắp cánh ước mơ suốt những năm qua, và đặc biệt cảm ơn các nhà tài trợ đã luôn sẻ chia, lan tỏa những yêu thương đến với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai.